Xin chào tất cả mọi người nha. Và ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cây lưỡi hổ rất là độc đáo, vì nó khác với các loại cây lưỡi hổ mình đã từng gặp. Cây này không biết là các bạn đã gặp chưa, nhưng mà mình thấy nó rất độc đáo, mình xin giới thiệu đến các bạn. Không biết nó có thể gọi là đột biến gen không nhỉ? Tại vì cái cây này á, mình mới sưu tầm được thôi. Nó độc đáo là nó có, trên cái cây này nó có màu lá màu xanh và lá màu xanh không có sọc nha, và kèm với đó là lá màu xanh có sọc. Và độc đáo nữa là nó có một cái lá có màu vàng nè, không có màu xanh luôn. Không phải là lá úa nha các bạn, tại vì cây này không có bao giờ úa mà có màu vàng đó. Nó rất là độc đáo, nó thuộc trường hợp đột biến rồi các bạn. Cây này chưa bao giờ mình từng thấy luôn, lần đầu tiên mình được nhìn thấy đó. Nên nha, mình mới quay video nè, giới thiệu đây cho các bạn. Các bạn đã từng gặp như thế này chưa nhỉ? Đây là cái lá này, lá bình thường này, là nó có màu vàng và có sọc xanh, rồi nó có tiếp màu vàng nữa, hoặc là nó có toàn bộ màu xanh với trắng rồi nha các bạn, lốm đốm vậy đó. Nhưng mà cây này nó tổng hợp tất cả các trường hợp luôn. Lá nó là sọc màu xanh có sọc vàng và màu vàng luôn, nhưng nó còn một ít màu xanh ở trong, nhưng nó nhợt hơn. Cây này rất là độc đáo đó các bạn. Bình thường thì mình không có thấy cái cây nào nó như thế này, hoặc là nó màu xanh không thôi, hoặc là xanh hoặc vàng. Các bạn xem thấy chưa, quay cận cảnh cho các bạn xem cái lá này nè. Đây, cái lá này đây. Mình sẽ trồng thêm thời gian nữa xem nó sẽ như thế nào, nó thay đổi như thế nào nha các bạn. Các bạn đã gặp trường hợp này rồi thì các bạn bình luận cho mình biết. Đây, thấy chưa? Nó ở trong, trong một cái khóm này nó mọc ra luôn đó các bạn. Đó. Mình thấy độc đáo quá nên mình sưu tầm về đây. Mình quay lên cho mọi người cùng xem. Rất là độc đáo. Dữ chưa các bạn? Kỳ lạ thật các bạn nha. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy luôn đó. Đây là những chậu lưỡi hổ bình thường nha các bạn. Nó sẽ như thế này. Nó có màu xanh và có cái sọc màu vàng xung quanh viền. Đây là bình thường nè. Bình thường nó sẽ như thế này thôi. Còn cái cây kia nó là nó có một cái lá vàng ươm luôn, từ đầu chí cuối luôn. Đây, bình thường nó đây. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Các bạn nhớ like video và chia sẻ cho mọi người, và bình luận ý kiến của các bạn về trường hợp này. Xin cảm ơn.